chơi. Thấy nó bự không? Không kẹp. Nè Tuma, cô nè Tuma, đưa vô cho nó quào banh nó mũi luôn. Nó bò nó chạy trốn. Nó chạy trốn thì sao? Tao giết thật đích. Wow. Nè. Trời, cắn luôn. Đưa vô cắn vô mỏ, xích cái mỏ luôn. Cua nghe các bạn, cua biển nghe các bạn. Cua biển. Bốn con này nó 2.8 nè các bạn. To lắm. Bữa nay. Bữa nay mình giết cua, mình làm cho bé ăn nha các bạn. Mình thử cái mai lên nha. Mình đâm nó, mình giết nó rồi mình ha kỳ rửa cho nó sập nha các bạn. Nó mở dây được chứ các bạn mà mở dây cái nguy hiểm lắm. Chừng nào nó hết ngoe các bạn lấy cái dầu ra. Rồi đó. Cái cạc của nó làm như nó hết hết chuyển động rồi nè. Chưa để cho giết nó cho nó chết. Giết cho nó chết nó mới mở dây qua nó không có kẹp. Rồi, cua này chết nha các bạn. Rồi mình ra cầu sàn nước mình mở dây. Mình mở dây ra mình kỳ rửa cho nó sạch nha các bạn. Cua đã chết hẳn nha các bạn. Càng là hết ngoe. Giờ mình rút dao ra mình mở dây cho nó nha. Đặng mình kỳ rửa. Trời ơi cứng. Rồi, mở dây xong. Giờ mình rửa cho nó ăn cái. Đón đi lên cây. Nữa heo. Mình rửa xong rồi. Xong giờ con này con bự, con này con nhỏ. Bỏ vô chảo. Rót cho một tí nước nha. Ít thôi nha các bạn, không cần nhiều. Bỏ vô tí muối.
bỏ vô tí bột ngọt. Bỏ đường cho nó ngọt cua. Rồi xong. Rồi mình bắt lên mình luộc thôi. Luộc lửa vừa thôi nha các bạn. Cho cái cua nó vừa chín. Không cần luộc lửa lớn đâu. Đây mình là luộc xong 10 phút, 10 phút cua nó đỏ. Đỏ nó chín tới luôn. Luộc cho gạch nó đặc tới luôn. Chứ luộc mà ít quá gạch nó không đặc. Đỏ lắm các bạn. Nhìn rất là đẹp. Rồi, mình cho bé ăn nha các bạn. Ăn cái càng nhỏ trước đi, càng bự ăn sau. Ừ. Càng nó cắn được mà. Cắn nút đi. Nó mềm xèo thấy không? Thấy mềm không? Chấm vô nút luôn à. Chấm muối tiêu chanh vô nút luôn à. Đừng gỡ thật vậy. Chấm vô con nút là nó chạy vô miệng hết à. Chấm nút á. Nó chạy vô hết luôn. Ừ. Cắn vô, cắn nút, cắn, cắn vô nút vô. Cắn nó dập dập thịt này nút vô. Vô không? Rồi rớt lại. Đây thịt nữa nè. Mình nút ra cho nè. Nè, cái càng này nè. Mấy càng này ăn mềm nè. Đây. Ăn cua chút nha. Ăn cua mới luộc ra còn nóng lắm. Ăn cái càng á, càng nhỏ này ăn trước nè. Cái càng vỗ mà. Cho cái càng đó rồi. Ừ, lột cho nó cái càng ở đây. Mẹ ăn càng nhỏ này, càng bự chừa cho em đi. Ăn mấy càng nhỏ này, càng bự chừa cho mình đoan đi. Chấm một tí chanh kìa. Ngon không mình đâu. Cái mỏ gì kỳ vậy? Đập vô tay bây giờ.